Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy được các bậc cha mẹ lựa chọn để chăm sóc sức khỏe cho con yêu. Là một trong những khoa mũi nhọn của bệnh viện, Khoa Nhi được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ y bác sĩ tại đây đều là những chuyên gia đầu ngành, tận tâm và thấu hiểu tâm lý trẻ. Chỉ sau một lần trải nghiệm dịch vụ y tế tại đây, chị Hồng Ly đã thực sự ấn tượng và tin tưởng lựa chọn Phương Đông là điểm đến đầu tiên mỗi khi người thân có vấn đề về sức khỏe. Từ khi mà Phương Đông bắt đầu hoạt động ấy, thì là chắc khoảng sau 2 năm đấy thì là nhà mình thường xuyên vào trong này. Tất cả mọi người, nói chung là gia đình mình luôn chọn Phương Đông là cái điểm đến đầu tiên. Bởi vì là thứ nhất là gần nhà, và thứ hai là dịch vụ rất là tốt, thái độ và sự chăm sóc của bác sĩ ấy rất là nhiệt tình và tận tâm với cả bệnh nhân, là mình rất là thích cái điều đấy. Thực sự là vào Khoa Nhi thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm, bởi vì là làm mẹ mà, thế là khi mà con có vấn đề gì đấy thì mình rất là lo lắng, nhưng mà vào đây thì được các bác sĩ chia sẻ và nói chung là cũng rất là lo lắng cho con của mình ấy, thế là mình cũng cảm thấy rất là an tâm. Còn với chị Thu Hương, gia đình chị đến Phương Đông lần đầu tiên khi con trai bị sốt cao và tiêu chảy cấp. Sự chăm sóc tận tâm của các y bác sĩ, dịch vụ tận tình của các điều dưỡng, khuôn viên rộng, xanh mát của bệnh viện đã để lại cho chị ấn tượng sâu sắc. Trước khi vào thì cũng sợ là muộn rồi, lúc đấy là 10 giờ rồi, thì cũng sợ là viện mình là không làm việc nữa ấy. Thế là cũng phải gọi trước cho bên tổng đài là hỏi các bạn là có vào được không các thứ, thì các bạn cũng hỏi tình hình em bé là như nào với tên như thế nào, thì chị cho bọn em biết để em báo với phòng cấp cứu chuẩn bị sẵn, thì mình chỉ cần cho bé vào thôi. Thì đến 10 giờ thì cho bé vào đến phòng cấp cứu, thì các bạn ra mở cửa rồi, nói chung là hỗ trợ rất là nhiệt tình. Lúc đầu tiên vào thì ấn tượng đầu tiên đấy là rộng với lại sạch. Công nhận là ở đây vừa rộng vừa sạch, rất là thoáng, không gian thoáng, phòng ốc cũng rộng rãi sạch sẽ. Đấy là cái ấn tượng đầu tiên. Thích nhất là cái đồ ăn ngon hơn. Đấy, như trước đây mình đẻ ở viện khác thì là mình cũng ở phòng đại khái là cũng 2 giường như bên viện mình này. Thế nhưng mà không được, tức là người nhà là không được suất ăn kèm rồi các thứ. Đại khái mình thấy là về cái dịch vụ đi kèm so với của người nhà ấy, ở viện mình thì là tốt hơn.